Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bình Định Dấu Yêu. Đây nè, hot boy đẹp trai em cả nhà. Hot boy hôm nay giỏi lắm nha. Biết ngủ luôn, biết ăn luôn. Để cho mẹ làm quá trời làm à. Úp mặt vô tường, không có ai cho xuống. Hiểu không? Có nghe lời mẹ không? Mẹ nói sao? Nghe cái gì hướng lắm cái gì. Gái con trai vậy? Ôm vô. Trai. Trai. Trai đó, trai đây có vợ rồi. Nhảy được chưa? Rồi. Rồi luôn hả? Ghê vậy? Rồi. Ba lần rồi. Nhảy con vàng lớn lại nè. Đứng im đó. Cao hơn con mày luôn mà nhảy được hai. Ôm nó cho mẹ. Nói hở ra cái này đi nhảy mương không à? Đã kêu đừng đi ra đâu, muốn của người ta ấy rau, người ta ấy thuốc vô á. Là mày muốn cưới cỏ phải không? Ướt lắm, nó la nó mất ướt lắm, nó bắt lâm lâm. Nó đi ra đây mẹ. Xuống đây mẹ mà thương nha. Thương vàng mẹ nha. Mẹ yêu vàng mẹ nha. Ôi trời ơi. Ghê lắm, tình cảm lắm á. Thương lắm lắm quý vị ơi. Vàng. Yêu em lắm á quý vị. Nhất nhất trên đời này. Không phải. Không phải. Nó làm cho một phát thôi đó. Rồi con bông sao sờ xì que rồi. Số của em, cái nghiệp của em. Em cam chịu. Cho em sức khỏe em làm thôi. Vậy giờ khổ quá, kiếm chú Năm sầu riêng kìa. Ông có máy mẫu hết ta sầu riêng kìa. Thôi chị không quốc ổng đi. Không, chị không mơ em ơi. Mơ cái sống sự thật. Chứ ảo ảo mờ mờ mượn của người khác không thích. Mọi người cứ nói em sân si chứ thiệt á. Em nói, cái tiếng nói của em nó không được ngọt ngào. Và em muốn cái sự thật thôi. Mà cái sự thật thì chưa bao giờ mà nó mỹ miều, nó ngọt ngào á. Nó hoàn hảo. Mình thử thương em. Em cảm ơn cộng đồng bà con cô bác rất là nhiều. Chứ xã hội này nó thấy em rồi. Không có gì mà em không làm được. Đẹp hay xấu, cái gì cũng làm hết á. Cái gì cũng mày mò cũng làm được hết á, chứ không phải là không. Nhưng mà con cái mình đừng có ăn đằng sống nói gió cho người khác. Giống như em á, chị em không nói có cho em có tức không? Ê Bình Định, tự nhiên mà vô nhà tao mày đập khóa làm chi mày? Tức không? Nói chứ mình làm gì đâu, 6-7 giờ sáng mình đi đập ổ khóa nhà người ta. Tầm bậy tầm bạ không mà ăn nói tào lao. Mà già cái đầu rồi chứ đâu có phải là con nít nữa quý vị. Em nói cái gì á? Đó quý vị coi clip Liên Thiện từ đầu không? Từ cái lúc mà con em đau, ông Dung nè, ông Hùng tới đây chữa bệnh này, cũng bao nhiêu tai tiếng, rồi nhân tướng lạ này. Nhưng mà em đã nói việc em làm, tâm em biết, em không cần phải phân bày. Vì sao đêm trước đêm sau là có người vô nói sao biết không? Vô nhà đàn ông mà vô nhà bằng bà giá mà, thế nào không múc nhau, múc nào múc sao? Trời đất ơi, đâu mà bèo dữ vậy quý vị? Ví dụ đàn ông mình có muốn đi chăng nữa thì người ta cũng phải tán tỉnh, người ta cũng phải như thế nào với mình chứ không nỉ đâu mà cái lung quần nó mục, không còn câu dây chuối để cột nè. Em nói thiệt cái bởi vì mình hơn nhau cái chỗ nè, cái phẩm chất còn để làm người, chứ còn không phải là hơn nhau cái đồng tiền. Đúng, mình cần tiền, xã hội này ai cũng cần tiền á, chứ đừng có vì tiền. Em biết đủ, em ngừng. Những lúc nào em khổ, em xìa tay, em xin. Em đi xin, quý vị cho trong niềm vui, chứ không phải nào đi ăn cắp, ăn chặn của người ta. Là sáng giờ chị hút cát chị làm đó hả? Cát chị mua một xe hay sao? Đúng rồi. Rồi cát rồi gạch. Giờ đẩy vô đó rồi. Nụi củi làm. Cứ như vậy làm thôi chứ. Vương ơi, tắt nhạc Vương ơi. Dạ. Tắt nhạc đi. Đứng đó mà nhảy. Tôi đã bị điên, xin đừng gì vậy chửi tôi hả? Bị điên rồi, xin đừng chửi tôi. Thôi. Trời ơi bạn ơi vậy đó. Còn bên đây là gì? Ai gì nè? Xin cảm ơn gì đó. Đâu? Đó. Đây.
Bình thường nè. Ai yêu? Ai yêu? Ai yêu bà? Ai yêu? Xin cảm ơn hả? Rồi bà cũng bị khùng nè anh ơi. Điên nặng này chứ. Em về sợ nữa, không biết ăn bao nhiêu mà. Cái tàu há mồm. Cái tàu há mồm nó có chút chút chẹo treo mà sao làm hoài làm quỷ. Chán cho cái cuộc đời xã hội. Một xe cát nhiêu tiền ta? 400 mấy, bữa nay 400 mấy á. Để chở tận nơi hả? Đó, gạch, xi măng. Cát ra là hình như người ta ấy rồi, nó còn mịn đúng không? Chưa, cát này đã sàn đâu. Ủa mình mua rồi, về mình sàn lại hả? Không, mình không có sàn. Cát này cát nằm... Cát mịn hả? Nằm lên mà... Cần như đâu sàn. Giờ đi làm phụ hồ cũng được, vậy với ngày cũng kiếm 400 ngàn rồi. Bữa nay chị làm phụ hồ nè, chị là 500. Nay 500 hả? Vừa năm 2019 chị đi làm mà đã 403, 404. Tao làm bằng đàn ông chứ bộ. Nhưng mà người ta tính công phụ nữ rẻ hơn. Không. Công phụ nữ là tùy theo chỗ. Còn cái người đó, giỏi vậy ta. Tao thấy mà làm không bằng chị Duyên làm ráng nên là bả làm. Từ từ để tao xúc. Chưa có khiêng cái đồ. Chưa có khiêng cái tủ qua. Để cho nó khô, khiêng cái tủ qua làm nè. Chưa khô, nó khỏi sập hết cho lúng không nó nè. Quạt để âm. Đó xong rồi làm lên. Có tiền là láng chỗ này nó sạch. Nhưng mà thôi láng chỗ này nó nhiều xi măng lắm. Ấy là trời mưa nó có ngập nó dơ không? Thôi kệ nó. Nó ngập dơ nhưng mà. Ê, chị làm cái nền chị cao cao một xíu nó vô đó nha. Ngày mai là chị xây gạch nó lên đây nè. Hiểu không? Dạ. Mai chị xây gạch nó lên đây rồi nè. Nó không có vô được. Nay là hết mùa mưa rồi. Còn á. Còn hả? Mà ít mưa à? Đúng rồi, ít nại nhưng mà nghe nói đang bão đang ấy ở đâu à. Nay là ngoài miền Trung mấy mưa bão. Nhớ hả? Không biết là cài nó. Mệt. Mày thấy cái cửa chất lượng chưa? Cửa đây, đấm cửa người ta vô được không vậy? Vô cách nào? Vô cách nào? Anh đúng là khóa người ngay chứ không có khóa ăn trộm. Mà đâu có gì đâu ăn trộm. Đúng rồi, có gì đâu mà ăn trộm. Có vàng bạc gì đâu mà gửi ngân hàng hết trơn rồi. Xin qua bên kia ở không được mà tao. Bên kia không ai ở hả chị Duyên? Vậy hả? Để xin ông cậu ở. Không, chị có chủ đất đây đó. Vậy hả? Mới cho ở thôi, còn đây dài dài xuống tới giờ muốn á. Thì của ông hả? Của ông cậu hả? Của gia đình hết á. Gia đình chia ra 4-5 chị em đó. Thì giờ ngày mua 2-3 tờ với số trúng mua luôn, mua đất luôn. Mua đất luôn. Mua ngày 1 tờ, 2 tờ mà còn không. Chỗ đó hình như người ta đâu cho xa nhà đâu đúng không? Lâu lâu mới mua 1 tờ mà. Không trúng hả? Hơi uổng lắm em ơi. Con chị nó đang, chị cũng đang uống thuốc, con chị nó cũng đang uống thuốc mà ấy cái gì. Vậy chứ nhỏ nhỏ vậy chứ, ở trên thấy đẹp chưa? Thấy thiết kế đẹp không? Quý vị thấy không? Cùng không quý vị? Quý vị thấy không? Thiết kế cái la phong của em không? Không có đụng hàng nha quý vị. Cũng có bàn thờ đàng hoàng. Chỗ ăn chỗ ngủ chỗ ấy thôi, tại nó. Như vậy là đẹp rồi. Xin đa tạ cảm ơn. Chúc mọi người bình an. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Chưa gì hết mà Merry Christmas gì còn cả tháng nữa à. Dũi đâu không gặp em thì sao? Trời ơi. Lỡ mai gì? Chị chết thì sao? Thế Merry Christmas and Happy New Year soon. Soon coming. Cái gì vậy? Hello guys. How are Hello. You? How are you? I'm fine. Thank you. Chào mọi người trên kênh Chiếu Bình Định. Chào. Lá nước, lá nước vô chưa? Chào rồi chị. Ăn gì bụng nó phệ luôn kìa.
Ở trong nhà nắng vậy mà nó nằm hay thiệt luôn á. Hả? Có gì thấy hót boy không? Hót boy được cái mã thôi à, không làm được cái hồn gì hết trơn. Còn cười nữa, trời đất ơi. Mà làm được cái gì? Trời ơi, mà xúc được cái hai cái á. Trời ơi, luôn biết nấu ăn không? Bữa hôm qua đây gặp thằng Tiên Tề Tể sao rồi? Thấy vui không? Vui. Thấy bạn đẹp gái không? Dạ, nhìn cũng được. Cũng được luôn hả? Một cái tủ đó ai cho mà... Dạ, xin... Từ giờ đến Tết mẹ cho con 200, con... Con lên con lì xì Tết cho cổ. Cho cô thằng Tiên Tề Tể ra ngủ mộ đó hả? À. Tiên Tề Tể. Hai mẹ con mà đồ áo nhiều quá ha. Ừ. Đồ áo quá trời à. Ừ. Ba cái đồ người ta cho đó cứ treo về. Cái nào rinh cũng rinh về đó để rồi. Chặt giờ sao tối ngủ ta? Đây chị nằm có một chút đây nè rồi nó nằm bên trong đó, trải tấm. Mua cái ghế. Cái sắp á. Thôi, cái này nó chưa có khô, chưa có rinh được. Để chút nữa nó khô đi mới rinh mới làm được chứ. Nó chưa khô rồi công nao à. Đổ sông đổ biển hết. Mệt quá thôi. Nghỉ ngơi đây với trưa làm gì? Số phận hết rồi không quý vị. Ai cũng có một cái số. Mỗi người mang cùng một con số. Mình thử ra thôi, thương em thì cho em lời động viên. An ủi em. Hóc Boy đẹp trai quá ta. Hát một bài tiếng Anh đi Hóc Boy. Không biết hát tiếng Anh à, hát biết tiếng Việt biết, không? Biết hát tiếng Anh nhưng mà không thuộc hết, hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Biết hát nhạc thiếu nhi không? Dân nguyên cây đít nà, dân nguyên cây đít. Gì ba nội. Vậy hát bài nói tiếng Anh chào mọi người đi. Hello everybody. Today I stay home and I help my mom to move the house. Là sao? Dạ, là con kêu hôm nay có nhà con phụ mẹ con dọn nhà. Trời ơi, có thiệt không vậy? Sao nói lời nói ho vang mỹ miều quá mà thấy có phụ đâu ta? Phụ. Bây giờ con có thể nói tiếng Anh tiểu sử, lịch sử của con được không? Con bao nhiêu tuổi, gia đình, cha mẹ, nội ngoại hai bên, rồi cuộc sống như thế nào? Con, năm nay con 20. Nói tiếng Anh mà. Introduce yourself. This year I am 22 years old and I have my daddy from Canada and my mom from Vietnam. I have one sister. She's in Canada now. Now I stay in Vietnam. I want to help my mom because she old now. I don't want to leave she work alone. Là sao nói mẹ là độc thân một mình hả? Không. Chứ là lo mà. Con kêu là con có ba con người Canada, mẹ con người Việt. Em con đang ở Canada. Ở Canada. Con muốn ở Việt Nam để mà phụ mẹ con. Con muốn mẹ con làm việc một mình. Chứ giờ con muốn tương lai của con với mẹ con sáng lạng. Con phải đi Canada làm việc xong rồi có tiền mới bảo lãnh mẹ được. Bây giờ mà không có tiền con đi được mà mẹ con đâu có đi được. Nên là khả năng chị Duyên đi Canada hơi khó. Nếu như giờ Vương đi Canada là ngày nào nó đi cũng được. Nó có tiền mua vé bay đi bất cứ giờ nào tại nó có quốc tịch Canada quý vị. Nhưng mà nó bị vậy nên là chị Duyên không thể nào để nó đi một mình được. Nên là chị Duyên phải đi. Nhưng mà hiện tại là không có ai mà bảo lãnh tài chính cho chị Duyên được. Tại nó đâu có làm gì có tiền đâu bảo lãnh. Có khi qua Tết đi á. Không biết.
Nếu Du đi Canada rồi, Du có muốn quay lại về thăm Việt Nam vài năm một lần không? Không. Việt Nam là nước vui nhất mà. Vui nhất hả? Yeah. Ở bên Canada, xứ sở văn minh nó mới vui hơn chứ. Nhưng mà nó không thân thiện lắm. Ấy là nhà ai nó ở nhiều đúng không? Nhà ai nó ở nhiều cũng như Sài Gòn thôi. Mình đi qua nhà người ta là cũng bị nói nè. Đúng rồi, qua nhà người ta phải alo trước. Nó không phải là ở Việt Nam là tới đâu. Qua ở bên đó khí hậu mát mẻ mà sướng. Làm tiền nhiều hơn nữa à. Lương cao nữa. Bên đó lạnh. Lạnh hả? Lạnh da nó mới đẹp. Nếu con qua Đa là con ở Toronto hả? Con ở... Phải hay Vancouver? Chắc là con đi Calgary. Calgary. Toronto là gần Mỹ phố không? Đúng không? Dạ... Không. Vancouver. Còn nếu như cho con một mình con đi Canada con dám đi không? Dám. Biết đi không? Biết. Đi tới sân bay đó thì sao nữa? Thì đi xuống đúng không? Người ta đi đâu mình đi đi theo đó. Trời ơi. Thế là nó người người ta cũng đi một cái chuyến bay giống mình thì là người nào mà đi qua bên cửa khác là biết người ta đi, mình đi. Ấy là người ta đi cùng chuyến bay với người, khi mà đã tới Canada rồi mỗi người đi một địa điểm khác nhau chứ đâu giống nhau đi theo người ta không nội. Có người đi luôn thì mình hỏi người ta. Giờ biết về nhà nội không? Dạ biết. Nhà nội còn ở chỗ cũ không hay là không sao? Không biết. Không biết luôn, không liên hệ, không biết luôn hả? Không nói chuyện. Gọi. À, cũng không biết bà nội còn sống hay chết luôn. Dạ. Bà nội 100 mấy tuổi rồi mà. Dạ. Đúng không? Dạ. À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương gốc glucosamine loại 280 viên với giá là 850 ngàn free ship toàn quốc. Và em có bán cá khô chỉ vàng với giá là 100 ngàn một bịch là nửa ký, một ký là 200 ngàn. Và còn đây là bột bánh xèo ở quê làm nha cả nhà, làm thủ công. Là một ký là 70k.